Nhằm nâng cao hiểu biết về công việc chăm sóc không lương, đảm bảo bình đẳng trong phân bổ các công việc này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Quỹ hỗ trợ chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam tổ chức lễ công bố báo cáo nghiên cứu tái phân bổ để phát triển bền vững. Báo cáo cho biết 5 giờ mỗi ngày khoảng thời gian trung bình mà phụ nữ dành cho công việc không tên như là dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc con cái. Đây là con số được nhắc đến trong cả hai nghiên cứu về công việc chăm sóc không lương được thực hiện từ năm 2016. Bên cạnh đó, tổ chức cũng nghiên cứu tại một huyện ở Hà Giang, phụ nữ tại đây sẽ tiết kiệm được 54 ngày làm việc mỗi năm nếu như họ có thể tiếp cận nước sạch, vệ sinh. Và 50 giờ mỗi tháng là thời gian trung bình mà một người phụ nữ có con dưới 6 tuổi dành cho việc chăm sóc trẻ. 5 triệu giờ mỗi tháng phụ nữ có thể tiết kiệm nếu như chính phủ, khu vực tư nhân đầu tư thêm 100.000 điểm trông giữ trẻ mẫu giáo. Từ việc phản ánh thực trạng bất bình đẳng trong việc phân bổ các công việc chăm sóc không lương giữa nam giới và nữ giới, đưa ra những khuyến nghị về phân bổ lại nguồn lực, công việc nhằm cải thiện bình đẳng giới tại Việt Nam.